Như vậy là cái game Play Together đã được 2 tuổi đúng người, đúng là thời gian thấm thoát thôi đưa mà, mới ăn cái thoi nồi năm ngoái đây mà năm nay đã cái sinh nhật 2 tuổi đúng người. Rồi ok, nhân dịp sinh nhật thì cũng chúc game Play Together ngày càng phát triển luôn nha. Rồi ok, để xem thử có phần quà bảo trì định kỳ sẽ là cái gì nha mọi người. Rồi rất là nhiều luôn. Ôi cái này là quà hàng ngày thôi. Rồi ok, một cái hộp tò mò 200 tiền sao, có gì đâu mà tò mò. Mấy cái này là mấy cái xu 2 tuổi nè mọi người ơi. Rồi ok, một cái hộp kim cương luôn nha, để coi bao nhiêu viên kim cương đây. Đây 10 viên kim cương. Rồi ba cái quặng sắt, và tiếp theo đó chính là một cái bong bóng. Ôi rồi một cái bong bóng khổng lồ. Ôi rồi ôi, lấy ra coi thử nha mọi người. Rồi đây đây nè, đó to vải chưởng chưa, rồi thiệt luôn đấy. Này là tặng miễn phí đó mọi người ơi. À mà mọi người đang xem video thì nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh giúp mình sớm sớm đến 150k sub luôn đó nhé. Và nhớ bật chuông để đón xem những video mới nhất luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Rồi ok, bắt đầu coi thử coi trong cái mảnh gầm giật lần này sẽ có cái gì hot hay không nha mọi người. Đây chính là MG. Hai cái thằng MG, ủa cái thằng MG với lại là cái thằng K hả? À tên nó là như vậy nha mọi người. Rồi ok, để coi nó kêu mình làm cái gì đó mọi người ơi. Thằng K này là nó kêu mình vào đây mình xem mấy cái này nè. Đó, rồi ok, tới con nhỏ MG là nó kêu mình đi làm nhiệm vụ nha mọi người. Đấy, nó kêu mình đi gặp gỡ mấy cái bé Alien gì nè. Đấy, gặp gỡ mấy cái bé Alien này nha mọi người. Đấy, cũng hơi bị dễ thương đó mọi người. Nếu mà xong rồi, khi mà chúng ta gặp gỡ xong hết rồi đó mọi người, thì chúng ta sẽ nhận được 9999 xu 2 tuổi đó nha mọi người. Đấy, rồi ok, còn mấy bé nữa thôi. Rồi, mấy bé này nói gì không hiểu gì trơn, nó tiếng Anh không mà. Đang ở bên Global đó mọi người, nên nó nói tiếng Anh không mà. Rồi ok, nhận cái phần thưởng nhân 3 nè. Đấy, 600 xu thôi hả? Tưởng đâu 9999 xu chứ. Ok, cái nhiệm vụ tiếp theo đó chính là trang trí tàu vũ trụ lên nha mọi người. Nói chung là nó kêu mình trang trí cái tàu vũ trụ cho tụi nó, để cái tụi nó bay về cái hành tinh của tụi nó đó mọi người. Nên là ok, nó ở đây được 12 ngày đó. Thôi thì mình cố gắng mình giúp đỡ cho tụi nó, để cho tụi nó biến khỏi cái đảo ca của mình nha mọi người. Rồi ok, để coi nó kêu mà chế tạo cái thiết cơ vũ trụ này nè mọi người ơi. Rồi vật liệu đó chính là chai nước. Rồi ok, ủa mà cái chai nước này ở đâu? Siêu thị lớn. Rồi ok, tiếp theo đó chính là nho. Đấy, nho cũng là siêu thị lớn đó mọi người. Và tiếp theo đó chính là cà chua. Rồi ok, cuối cùng đó chính là quả đào nha mọi người. Rồi ok, bây giờ là chúng ta tiến thẳng về Sài Gòn nha mọi người. À nhầm, tiến thẳng về cái siêu thị lớn luôn nha. Đây, cái siêu thị lớn là nó nằm ở bên downtown nha mọi người. Rồi ok, đó chính là market. Market ấy. Rồi ok, tiến thẳng vào market luôn nha. Rồi ok, vô đây thì chúng ta chỉ cần đập bể cái siêu thị này thôi. Rồi ok, hốt hết luôn nha mọi người. Nói chung là hốt càng nhiều càng tốt nha. Để dành để mà còn ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa rồi chúng ta còn làm nhiệm vụ tới 12 ngày luôn mà. Rồi ok, tiến thẳng vào cái quầy cà chua luôn nha mọi người. Rồi ok, hốt hết cà chua luôn nha. Về nấu canh chua luôn nha mọi người. Cái này sao mà nó không cho mình mua một lần mà 10 cái hay là 20 cái ta? Mình thấy có một số cái sản phẩm là nó cho mua như vậy đó mọi người, mà cái này bắt mua từng cái mệt thiệt luôn đấy. Rồi ok, vẫn còn nước nữa mọi người ơi, nước suối ở đây nha mọi người. Rồi ok, lại đây thì tôi sẽ mua đâu đó là khoảng 10 chai nước suối đó nha mọi người. Nói chung là uống nước mà cái mùa hè này nó nóng lắm mọi người ơi, càng nước suối nhiều lắm. Mà cái bọn này thì nghĩ sao mà chế tác cái bức tranh này mà nó càng nước để làm gì ta? Trời, không hiểu nổi luôn á, cái này là cái thiết cơ mà sao tại sao mà dùng nước với lại là trái cây đó mà chế tạo nó, không hiểu nổi luôn ấy. Nhiều khi mà đá mà chế tạo ra những cái món nội thất thì tôi cũng ok đấy, còn mà trái cây mà chế tạo ra cái này thì thấy hơi tào lao thì đó mọi người ơi. Rồi ok, mà nhận xong phần thưởng này nhân 3 lên được 450 xu luôn nha mọi người. Ok, để xem cái nhiệm vụ tiếp theo đó kia mình làm cái gì nha mọi người. Sửa chữa tàu vũ trụ à. À, nó cần đinh ốc để mà sửa chữa cái tàu vũ trụ mọi người ơi. Nên là mình phải đi chế tác cái đinh ốc cho mọi người. Rồi ok, để xem thử có cái đinh ốc này nó kêu mình làm gì cho mọi người. Đừng có nói lấy trái cây mà chế tác cái đinh ốc nha, thì hơi tào lao đấy. Nó gã hết luôn á. Rồi ok, nó kêu vật liệu là quặng sắt. Rồi cái con cá, trời cá cơm đó hả? Phải súp island nữa. Ôi trời ơi, mấy cái món này mà chế tạo ra được đinh ốc luôn à. Phải trưởng luôn đó mọi người. Rồi ok, cái này tôi có sẵn hết rồi đây nè. Ủa mà cái súp island này nó đâu ra vậy trời? À chắc là mùa trước rồi, ở cái mùa trước rồi sót lại đây. Chắc là cái máy, một cái máy mà mua được cái súp island ở nhà tôi có đó mọi người. Một chút xíu nữa tôi sẽ bỏ nó ra. Xong rồi mọi người chỉ cần vào nhà tôi rồi mọi người mua cái súp island này rồi mọi người làm cái nhiệm vụ này thôi nha. Rồi ok, bây giờ là tôi sẽ vào nhà, tôi sẽ đặt cái máy này ra nha mọi người. Nói chung là lâu quá rồi tôi cũng không nhớ cái máy này là cái máy nó như thế nào đó mọi người ơi. Rồi mời mấy bạn ra khỏi nhà nha, để mình lấy cái máy ra một cái rồi hơn mấy bạn vào sau nha. Rồi ok, đây nè mọi người ơi, có cái máy này nè. Đấy, cái mùa trước là cũng là cái mùa island nè mọi người. Đấy, hình như là sinh nhật năm ngoái đấy. Nói chung là năm ngoái là thôi nôi đó mọi người, mà năm nay là sinh nhật rồi, đúng là thời gian qua nhanh quá đó mà. Rồi ok, đây nè mọi người ơi, mọi người chỉ cần bấm vào đây rồi mọi người mua súp island này nha.
đấy 18 tiền sao thôi. Nói chung là mua để dành sẵn đó mọi người ơi, ngày nào chúng ta cũng sẽ làm nhiệm vụ hết luôn nha mọi người. Nhiệm vụ tiếp theo là nó kêu mình tìm các bộ phận của cái tàu vũ trụ ở cái bờ La Gia này nè mọi người ơi. Nói chung là tìm mấy lần trước là mình chúng ta cũng đã làm nhiệm vụ mà đi tìm mấy cái món đồ như thế này rồi nè mọi người. Chúng ta chỉ cần nói chung là đi tìm thì nó cũng dễ lắm. Nói chung là chỉ cần tìm, nếu mà tìm mà thấy khó quá thì chúng ta có thể mà đổi map đó mọi người. Nếu mà đổi map á là nó sẽ xuất hiện là những cái vị trí này nha. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ đổi map nha mọi người. Bây giờ là sẽ chuyển qua cái phố người Việt nha. Rồi nó sẽ xuất hiện lại ngay chăng những cái vị trí mà chúng ta vừa tìm luôn nha mọi người. Đấy, chúng ta chỉ cần tìm 5 chiều rồi chúng ta đổi cũng được mọi người. Còn không chịu khó đi tìm hết 10 cái chung một map cũng được nha, nhưng mà nó hơi lâu nha mọi người. Rồi ok, bây giờ là mình đã tìm xong đủ 10 món rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ là chúng ta chỉ cần trả cái nhiệm vụ này thôi. Rồi ok, được 300 xu nha mọi người. Rồi ok, cũng được đấy. Rồi ok, hình như là nó hết nhiệm vụ luôn rồi mọi người ơi. Vãi trưởng. Như vậy là nó cho mình làm có tổng cộng là 4 cái nhiệm vụ rồi trời. Cái nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ chào hỏi chắc là ngày mai là sẽ không có rồi. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ làm nhiệm vụ bên downtown này nha mọi người. Rồi làm cái nhiệm vụ của cái con chó Branlin này nè mọi người ơi. Rồi ok, nó kêu mình làm gì đó nó nói nhiều lắm. Thôi cả bà nó đi mọi người ơi. Rồi ok, cho qua hết luôn nha. Rồi tiếp theo đó chính là nó kêu mình mua Bắp Rang Island. Bắp Rang Island là nó chỉ mình lại đây mua nè mọi người. Rồi ok, lại cái quầy này, cái chỗ này là quầy bán nước cam mà. Ôi bây giờ là bán thêm Bắp Rang Island nữa à. Ôi cái con nhỏ ngoài hành tinh này là nó chiếm chỗ của cái bà bán ở trái đất mình rồi đó mọi người. Trời, tính ra là cái bà đó, cái bà trước kia á, cái nhân viên trước kia là đàn ông hay đàn bà không nhớ nha mọi người, nhưng mà người trái đất đấy bây giờ bị người nước ngoài, ngoài hành tinh chiếm luôn rồi. Rồi ok, làm xong cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ được thêm 300 xu nữa. Rồi ok. Rồi bây giờ là mình sẽ mua những cái món Sub Island này để đi làm cái nhiệm vụ tiếp theo cho cái con Kiki đấy nha mọi người. Nói chung là tôi mua sẵn đây, tôi trả mấy cái nhiệm vụ ở đây cho nó nhanh nè mọi người. Đó, nó kêu mình mang cái Sub Island đến cho mấy cái con bé này nó ăn nè mọi người. Cứ mỗi lần như vậy là mình được 300 xu nha. Hai lần như vậy thì mình được 600 xu nha mọi người. Nói chung là mọi người không có gói Blue thì mọi người phải xem quảng cáo nha mới được 600 xu nha mọi người. Rồi cái tiếp theo nữa thì mình sẽ chụp cái tấm ảnh của cái bánh kem sinh nhật này để nhận thêm 300 xu nữa nha mọi người. Rồi ok, đây nè mọi người ơi, canh chuẩn và chụp cho mọi người thấy khoảnh khắc đẹp nhất luôn. 2 năm đó mọi người, mừng sinh nhật 2 tuổi nha. Rồi ok, đó chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ và nhận được có 100 xu à. Vậy mà nãy tôi tưởng đâu là 300 xu chứ. Không có xem quảng cáo nữa là nó được 100 xu rồi mọi người ơi. Rồi ok, tiếp theo đó chính là làm một cái quả trứng gì đó nó không xác định mà nó nở ra được nha mọi người. Rồi ok, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi mua cái quả trứng mà không xác định đó nha. Để coi như thế nào mà nó rồi là không xác định nha mọi người. Rồi ok, đây nè, cái trứng không xác định nó nằm ở đây nè mọi người ơi. Rồi ok, nó bán ra những cái quả trứng không xác định luôn nha mọi người. Bé Island nhỏ này là 10% ra nè. Đấy, còn bé bên đây á là cũng là 10% nè. Rồi ok, còn mấy cái bé còn lại đó chính là 20% nha mọi người. Rồi ok, bé nào cũng 20% cả. Có hai bé là hai bé nền tím là 10% nha mọi người. Rồi ok, bên đây bán cái gì đây? Rồi ok, để coi coi. Nó bán cái gì vậy? Ôi. Ôi giời. Nó bán sẵn luôn hả? Mở sẵn luôn là 300 viên kim cương đó hả? Bên kia bán có 50 à. Bên đây bán 300. Trời ơi, cái con tím nè, nền tím là 300. Còn cái nền xanh dương này là 250. Ôi giời ơi. Cái này giống như là chúng ta mua về rồi chúng ta làm cho nó nở ra cũng được mà ta. Thì tốn đâu đó có 70 viên kim cương chứ mấy đâu, mà sao bên đây là bán 250. Còn cái con nền tím này thì nói chung là cho dù là nó khó ra đi chăng nữa thì cũng không được đâu mọi người ơi. Nói chung là tôi mua về tôi đập á thì chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn nha mọi người, nên là tôi mua trước 3 trứng này luôn nha. Rồi ok, bây giờ là bắt đầu tiến hành đập trứng đó mọi người. Cái quả trứng này nó chỉ có 50 viên kim cương thôi, và nếu mà đập thêm cái này á, có cái gói này, có gói thức ăn này á thì sẽ không tốn. Nếu mà không có gói này thì chỉ tốn 20 viên kim cương để mua cái gói thức ăn thôi mọi người. Như vậy là chỉ tốn có 70 viên kim cương thôi. Đấy, nó vẫn ra được cái bé Island 33 nè. Đấy, cái con này đẹp đấy. Rồi ok, cái con này nó mọi người thấy không, nó chỉ tốn có 70 viên kim cương thôi chứ mấy, mà nó vẫn ra được đấy. Cần gì mua 250 trời. Nếu mà mua 250 mà nó mát liver thì tôi chấp nhận nha mọi người. Còn nếu mà nó không mát liver thì cũng vậy thôi. Đấy, cũng ra được cái con 250 viên kim cương nè. Đấy, rồi ok, cái con thứ ba này là tôi hết rồi mọi người. Đó, tôi phải tốn 20 viên kim cương nha mọi người. Phải đấy. Như vậy là chỉ tốn 70 viên kim cương đó mọi người. Rồi ok, 70 viên kim cương coi ra được cái con gì nha mọi người. Hai con nền xanh dương rồi nha. Rồi ok, nền tím đây nè mọi người ơi. Đó, thấy chưa? 300 viên kim cương đâu, cần gì, trời ơi. Như vậy là đó mọi người thấy không, đủ ba con ba màu khác nhau đi nha mọi người, và có cái con nền tím luôn nha. Đấy, rồi chưa, đâu cần đâu. Nếu mà bạn nào mà nói mà mua bên kia mà chắc là nó nở ra mát liver thì cho mình biết nha, để mình đi mua luôn nha mọi người. Chứ mình cũng lười nuôi lắm mọi người ơi, mà mình nghĩ là chắc không thể nào mà mát liver được đâu. Sau khi mà làm cho cái quả trứng không xác định này nó nở ra thì chúng ta sẽ nhận được
rồi có 100 xu nữa cho mọi người. Nói chung là làm mấy cái phần nhiệm vụ trong đây nè, chúng ta sẽ nhận được những cái phần quà ngẫu nhiên trong đây nữa nha. Đấy, khối bô bô nha mọi người, rồi khối bu nha mọi người, rồi ok tiếp theo cho chính là khối kiki nha mọi người. Đấy, toàn là khối không à. Rồi thêm 200 xu nữa nè. Đấy, ok, cũng được đó mọi người. Rồi ok. Rồi bây giờ là sau khi mà một ngày trời mà tôi làm nhiệm vụ thì tôi đã được 3.320 xu nha mọi người. Có hai bộ đồ 3.600 xu này đẹp giả man trời ối rồi luôn. Thôi ok, video mình xin dừng ở đây luôn nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho Na với nhé.